Chiều ngày 17 tháng 9, tại thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Vietinbank đã tổ chức lễ khai trương tòa nhà trụ sở chính Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn Công thương Việt Nam tại Lào, Vietinbank Lào, tại đại lộ Lang Sang, bản Hát Sa Đi, quận Chan Thao Bauli, Viêng Chăn. Dự lễ khai trương, về phía Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào có đồng chí Somdi Duangdi, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính, đồng chí Sonsay Sitwasay, Thống đốc Ngân hàng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Về phía Việt Nam có đồng chí Lê Minh Hưng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng chí Y Thanh Hà Nie Cơ Đăm, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Nguyễn Bá Hùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Cùng dự buổi lễ còn có các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành hai nước, các khách hàng của Vietinbank Lào. Về phía Vietinbank có tiến sĩ Lê Đức Thọ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị cùng các đồng chí thành viên Hội đồng Quản trị, ban lãnh đạo Vietinbank. Tòa nhà trụ sở chính Vietinbank Lào tọa lạc ngay trung tâm kinh tế thủ đô Viêng Chăn, trên diện tích 3.609 m² với 9 tầng, được hoàn thành sau 5 năm xây dựng. Việc đưa tòa nhà vào sử dụng sẽ đáp ứng tối đa nhu cầu dịch vụ tài chính của khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, thương hiệu uy tín và hình ảnh chuyên nghiệp của Vietinbank Lào. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank Lê Đức Thọ cho biết, sự kiện khai trương trụ sở chính của Vietinbank Lào là tiếp tục khẳng định sự cam kết đầu tư và hợp tác lâu dài trên đất nước Lào tươi đẹp. Phát biểu tại lễ khai trương, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng tin tưởng Vietinbank sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh trong thời gian tới, phấn đấu trở thành ngân hàng hiện đại, đa năng tại thị trường Lào. Ông Sonsay Sitwasay, Thống đốc Ngân hàng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đã biểu dương những kết quả hoạt động trong 7 năm qua của Vietinbank Lào. Phát biểu tại sự kiện, ông Somdi Duangdi, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào nhấn mạnh, việc Vietinbank hoạt động tại Lào từ năm 2012 không chỉ cung ứng các sản phẩm, dịch vụ tài chính mà còn thực hiện nhiệm vụ đặc biệt là làm cầu nối thương mại đầu tư của hai nước Việt Lào, đồng thời góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác và tình đoàn kết hữu nghị giữa hai đảng, hai chính phủ và nhân dân hai nước Việt Lào. Nhân sự kiện này, Vietinbank đã trao tặng chính phủ Lào số tiền 100.000 đô la Mỹ để hỗ trợ người dân các tỉnh miền Trung, miền Nam Lào bị tác động bởi cơn bão số 5, vượt qua khó khăn, dần ổn định và vươn lên trong cuộc sống. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.